tôi không còn đáng sách nữa. Dạ rồi, cho tôi xin tiếp, cho tôi xin tiếp bài kể tiếp theo nha. Đấy, bài kể tiếp theo là bài kể La Hán. Đây cũng là một cái bài kinh thú vị. Đây cũng là một bài kinh thú vị. Là có một vị thọ thần, không biết các vị biết thọ thần. Chư thiên ở đây gồm có ba hàng, ba hạng phi nhân, ba hạng phi nhân. Cái hạng thứ nhất thì gọi là hạng thứ nhất gọi là Pumatha Devata, sống trên mặt đất, ở trong nhà cửa mặt đất, gọi là Pumatha Devata. Cái hạng thứ hai đó là Rukhata Devata, là cái hạng thọ thần, sống trên cây cỏ. Rồi cái hạng thứ ba đó gọi là Devata, có nghĩa là cái hạng chữ mắt thác, chữ phun mắt thác, là rút khách thác, là nó hai chữ T mà chấm dưới dùm tôi nha, hai mà chấm dưới dùm, phải chấm dưới mới được. Thì phi nhân ở đây gồm tất cả phi nhân ở đây gồm tất cả chúng sinh khuất mặt, không thấy được bằng mắt thường. Đấy, không thấy được bằng mắt thường. Đấy, thì tại sao tôi phải nhìn lại tuyên bố mà nó chỉ là lạc đề như vậy, là bởi vì tôi đang một vị thọ thần nha. Rồi mai mốt rồi bà con cứ hoang mang tại sao cứ nghe nó thọ thần, thọ thần, mà biết là thọ thần là cái gì. Thì ở đây đó là mình biết rằng có ba hạng phi nhân. Cái hạng thứ nhất là phân mắt đi vào ta, có nghĩa là những cái vị phi nhân mà sống ở trên mặt đất, trong nhà cửa. Thì cái hạng loại đó thì được gọi là cái hạng địa cư, những cái hạng gọi là địa cư thiên. Địa là đất, cư là sống. Địa cư thiên là sống nương vào đất đai, nhà cửa, sông hồ, thì gọi là rút khách thái địa bà tà. Cái loại thứ hai nó gọi là cái hạng thứ hai là phân, cái loại thứ nhất mà tôi vừa nói là phân mắt thái địa bà tà. Còn cái loại thứ hai là rút khách thái địa bà tà, có nghĩa là rút khách là cái cây, tức là những cái vị, cái loại phi nhân mà sống nương giữa vào cây cỏ, củ rễ hoa trái, nhớ nha, cây cỏ, cây cối, hoa cỏ, rồi củ rễ. Củ rễ ví dụ như ở trong kinh giải thích rằng có những vị mà họ sống là họ làm chủ nguyên một cái cội cây lớn, rồi có vị họ làm chủ nguyên một khu rừng, rồi có vị thì họ làm chủ, họ chỉ có thể làm chủ ở một cái nhánh cây nào đó thôi. Rồi có vị thì họ sống trong các cái trái, trong hoa, trong rễ, trong củ. Thì cái hoa đó mà nó bị hư thì họ di chuyển vào cái hoa khác, và do họ là cái chúng sinh sắc tế, có nghĩa là cái họ cũng là một thứ là vật chất, nhưng mà thứ mà mình gọi là thứ vật chất tối đó. Thứ vật chất tối, cho nên là họ không có, họ không có cái thân thể của họ nó lớn nhỏ như một làn khói vậy đó. Và họ có thể có mặt ở mình không có lường được, thí dụ như họ có thể sống ở trong một cái viên đá vụn bằng nắm tay vậy đó, nhưng mà trong đó thì nó có đầy đủ nhà cửa, rồi vườn hoa, rồi thực phẩm, rồi đàn ca hát sướng đầy đủ trong đó. Nhưng mà chính riêng họ thì thấy rất là thoải mái. Còn mình thì mình lấy mắt thường mình nhìn ấy, thì nó chỉ là một cái hòn đá, một viên sỏi thôi. Bên Tàu có cái bộ sách Liêu Trai đó, thì ở trong đó có một cái câu chuyện là một cái anh thư sinh vào một cái ngày lễ hội trong chùa đó, thì anh đi vào trong đó,
anh đang đi thì đang đi trong trong cái anh đang đi dựa vào cái bức tường chùa, thì trong đó có những bức phù điêu, những bức tranh mà người ta đắp nổi và người ta tạc đá đó, thì anh thấy một bức tranh rất là đẹp. Trên bức tranh đó có một cái cô tiên, người ta tạc một cô tiên rất là đẹp đang bưng trái đào đó, đang bưng trái đào. Thì anh đang nhìn mê mải thì anh thấy rằng cái cô đó cổ có nhúc nhích, có cử động, có xê dịch, rồi anh mê quá, rồi anh cứ nhìn nhìn riết nhìn riết, và sau cùng thì giống như anh bị hết hồn vậy đó. Cái chuyện đó là chuyện tào lao bên bên ngoài, nhưng mà cái câu chuyện đó nó có điểm giống với Phật giáo mình đó, đó là đối với cái loài phi nhân sắc tế đó, thì cái chỗ ở của họ đối với nó chỉ là một cái bức phù điêu cũng đủ rồi, còn một cái miếu như vậy đó mà nhỏ xíu chiều cao đó, một cái miếu chiều cao khoảng chừng 1 mét, 1 mét hơn vậy đó, còn vậy là đủ để cho họ họ sống một cách rất là rộng rãi thoải mái rồi, cái là phi nhân như vậy. Rồi cái hạng thứ ba gọi là Aka sắc tế đi và đi và ta, có nghĩa là những cái loại gọi là không cư, không đây tức là hư không đó, sống lơ lửng, sống lơ lửng không có cư giá vào mặt đất hay là cây cối, thì đó gọi là không cư thiên nha. Thì ở đây một vị thọ thần ở trong rừng ấy, nghe các vị tỷ kheo tu hành tinh tấn nói chuyện với nhau, thì nói chuyện xưng hô à, cái đó là của tôi. Cái vị kêu hỏi mình bác này của ai, thì cái trả lời mình bác là bác của tôi. Cái y của ai phê ngoài này nè, trời mưa đem vô nha, thì vị kêu trả lời à, cái y của tôi ra tôi lấy của con liền, đúng không? Và là sáng mai tôi sẽ đi đâu, tôi sẽ gặp ai, tôi sẽ làm gì. Thì cái vị thọ thần nghe như vậy mới là thắc mắc là tại sao những cái vị này đó, xưa giờ mình tưởng là những cái vị mà tu hành đắc đạo, chấm dứt phiền não, không còn cái chấp thủ rằng tôi là của tôi nữa, mà sao mình ở đây mình nghe mấy vị cứ nhắc hoài tôi thế này tôi thế kia, cái này của tôi cái kia của sư, mà cứ nghe họ ổng kia ngạc nhiên lắm, ổng ngạc nhiên cái vấn đề ổng vị thọ thành mới đem đến thưa chuyện với Đức Phật, đọc một bài kệ để bày tỏ cái sự nghi hoặc thắc mắc của mình. Thì Đức Phật đã giải thích mà chúng ta thấy trong câu kệ đó. Đức Phật ngài dạy rằng đối với những vị mà thứ nhất ngài nói là đã sống trong đời này, thì bắt buộc là chúng ta phải sử dụng ngôn ngữ để mà giao tế. Mà đã nói ngôn ngữ thì chúng ta phải nói cái gì mà người khác hiểu chứ. Ví dụ như bây giờ mình thấy mình đi ra ngoài tiệm mua qua quán nước, thì mình kêu một ly nước, mình xài chỉ nước chứ mình đâu có thay ô, mình đâu có xài H2O, hoặc là mình đâu có nói là cho tôi xin một cái ly mà đất nước lửa gió theo A Tỳ Đàm được. Đấy, ngay cả chỉ H2O là nhiều người biết lắm, nhưng mà mình đi ra ngoài chợ mình nói H2O không hiểu, rồi mình nói cho tôi một ly mà nó có axit, nó có gluco, nó có protein, nó có lipid, nó có protein, vân vân, thì người ta nghe không hiểu. Nhưng mà mình nói đại mình nói cho tôi xin một ly nước chanh thì ok, tôi muốn mua một ly nước cam thì tôi hiểu. Ở đây cũng vậy, Đức Phật dạy rằng đã sống ở đời thì bắt buộc mình phải có ngôn ngữ giao tiếp. Mà cái ngôn ngữ giao tiếp đó là gì? Nó là một cái thứ mặc định, một thứ ước lệ, một cái thứ mà được người ta bày ra để với một sự thỏa thuận, và các chữ này câu này phải hiểu như vậy là mới đúng. Mình muốn diễn đạt cái ý tưởng gì đó, một cái ý gì đó thì bắt buộc phải dùng đến cái phương tiện ngôn ngữ. Thì trong trường hợp đó, trong đây có một người hỏi tôi những phi nhân trú nó hơn người, cái này một hồi tôi một lát nữa tôi ok tôi sẵn thì nói luôn. Theo tôi biết đó, thì cái trong kinh không có nhắc đến cái chuyện mà phi nhân trú trong thân người, mà trong kinh chỉ nhắc đến ba cái loại phi nhân mà tôi vừa nói đó, tức là sống ở trong sống dựa vào cây cối, sống trên mặt đất, ao hồ, sông rạch, hoặc là sống trên hư không. Còn cái chuyện mà cái cá nhân nào đó mà người ta nói là bị phi nhân dựa, hoặc là như cái người này nói rằng ấy là có phi nhân trú, thì theo tôi biết đó, là cái vị phi nhân nó không phải là họ trú trong thân, mà họ là một trong ba cái hạng mà tôi vừa nói. Có một điều là họ có thần thông, khi nào họ cần tác động cho một cá nhân nào đó bệnh hoạn đau đớn, hay là họ tác động cho một cá nhân nào đó nói ra cái chuyện gì đó, thì họ dùng thần thông họ xui khiến vậy thôi.
chứ họ không hẳn, họ không cần thiết phải sống trong đó. Các vị nghe kịp không? Tài xế cần lái xe thì đi vào trong xe mà lái, lái xong rồi thì tài xế có thể đi đâu đó, đi vô khách sạn, vô nhà nghỉ, hoặc là đi về nhà của mình, gọi là nói theo kiểu Việt Nam hay là chung luôn xuống dưới cái gầm xe, đi ra thấy giọng mà ngủ. Còn như ở Mỹ đó thì những cái chiếc xe tải mà đường dài đó thì ở trong cái cabin của tài xế đó, phía trước là chỗ ngồi của tài xế và người phụ xế, thì người phía sau đó là một cái chỗ nằm rất là rộng rãi, rất là rộng rãi. Thì tôi biết được chuyện này một phần đó là tôi có một chút kinh nghiệm, đó là lúc về nhà đó, đúng lúc về nhà mình thuê một cái chiếc xe lớn mà người ta đến người ta dọn đồ mình đi đó, thì tôi có dịp mà tôi quan sát cái này, tôi thấy tôi có dịp, tại vì mình cũng cho mình lên ngồi chung với nó để mà mình chỉ đường cho họ đi về từ điểm A qua điểm B đó, thì lúc đó tôi lên mà tôi có thấy phía sau là một chỗ nằm rất là lớn. Cho nên có trường hợp, cho nên ở đây mình tạm hiểu là khi lái xe thì tài xế phải vào xe, phải vào ghế ngồi ôm vô lăng đúng cái vị trí đó. Nhưng mà khi mà đã xong rồi thì không còn cần lái xe nữa thì trong xe đó, ở đây cũng vậy, vì nó có khả năng chi phối. Cảm ơn, có một vị nhắc ở trong kinh Hàng Ma đó, thì trong đó nói rằng là ác ma có một lần đó, tức là ma vương ấy, có một lần đó dùng thần thông đó mà chung vào với cái bụng của ngài một kỳ nghi để mà phá ngài, nhưng mà xong cũng trở về cái trú xứ của mình chứ không phải ở trong đó. Chứ còn mình hiểu kiểu nào, hiểu kiểu mà nhẹ nhàng đơn giản, tức là muốn phá ai thì phải sống ở trong đó, thì không nhất thiết như vậy, không nhất thiết như vậy. Họ chỉ có, giống y như hồi nãy tôi nói, cần lái xe thì ngồi vào đúng vị trí đó, rồi lái xe xong thì thôi. Mà đó là tôi nói chỉ ví dụ nên thôi, chứ thật ra với thành thông của người ta không có cần chung với trung ngữ mình làm cái gì. Trong những trường hợp đặc biệt nào đó như trong kinh Hàng Ma đó thì ok, còn trong còn mình phải hiểu là thành thông mà, giống như bây giờ tôi cầu quá tiếng Bắc bây giờ cầu tiếng miền Nam như là thật lét để tôi đâu có cần phải chung với trung bên trong người đặc biệt đó. Còn là bác sĩ chích thuốc mình, bác sĩ đâu có cần phải chung với trung người với mình mà vẫn chích thuốc mình được. Bác sĩ muốn mổ mình mà cũng đứng lên ngoài họ mổ thôi. Một đứa bé mà nó muốn bú thì nó cũng ở trên tay mẹ nó được rồi, chứ đâu cần phải chung với, rất là nhẹ nhàng mà không có gì phải khó hiểu. Ok, cái thần thông. Bây giờ tôi trở lại cái bài giảng của tôi. Chết rồi, tôi đang giảng mà cái tôi sợ cái vị trà, tôi lo tôi giải thích nè, mà cái việc cái hỏi tào lao cái này nó ngoài câu hỏi, tôi chỉ trả lời một lần nữa thôi nha. Cái chuyện mà người ta, một cái lời phi nhân nào đó mà họ có liên hệ với mình, giúp đỡ mình hoặc là phá mình á, thì nó có hai trường hợp. Một là mình nhận cái quả cũ, hai là họ vô nhân mới, nghe kịp không? Nó có những cái chuyện như vậy. Trước đây có thể là có cái quan trái với nhau, mà cũng có trường hợp là cái quả cũ của mình á, hôm nay là phải bị ai đó phá. Đấy, cái quả cũ của mình đó là mình phải bị ai đó phá. Còn họ đó là vì họ có sẵn phiền não là muốn phá người khác, ví dụ như vậy. Hoặc là họ có sẵn phiền não, họ muốn giúp ai đó, đó xin lỗi, họ có sẵn phiền não, họ muốn phá ai đó. Hoặc là họ có sẵn cái thiện tâm, họ muốn giúp ai đó. Và ngay cái thời điểm đó là cái quả cũ của mình nó trổ. Thế này kiểu không? Ngay cái lúc đó thì quả cũ mình nó trổ. Thì ví dụ như bữa nay, sáng nay nó là cái phước bố thí của tôi là nó, sáng nay nó trổ nè. Thế này tôi phải nhận mình cái gì đó, đó là cái quả cũ của tôi. Nhưng mà chính vì cái quả cũ của tôi đó, tôi đáng mình nhận một cái gì đó từ người khác, nó mới khiến cho quý vị tự nhiên cái vị gặp mặt tôi đó, mình chưa từng có biết quen biết gì nhau hết, kiếp đã lâu lắm mà mình không liên lạc với nhau trong nhiều kiếp rồi, tiếng tôi nó trổ cho anh sáng này, tự nhiên các vị gặp tôi đi bác ngoài đường đó, tự nhiên các vị muốn cho tôi một cái gì đó đấy. Hoặc là sáng nay cái quả cũ của tôi nó đến lúc nó trổ là tôi phải bị ai đó chửi, thì tự nhiên cái là cái vị gặp mặt tôi là cái vị thấy ghét rồi. Cho nên nó, chúng ta hiểu cái này, mỗi người phàm phu chúng ta trong cuộc đời này đó, trong lòng trong mỗi người đó có hai cái thùng thuốc, hai cái thùng, một cái thùng diêm và một cái thùng thuốc nổ. Tôi nói các vị nghe kịp không? Trong mỗi người đó đều có một thùng diêm tức là quẹt, là cái diêm quẹt đó, một thùng diêm và một thùng thuốc nổ. Cái thùng diêm đó chính là phiền não, và cái thùng thuốc nổ nó chính là cái quả xấu đời trước. Thì nếu mà mình đi cạnh cái người nào cái thùng diêm mình nó làm việc,
tức là cái thùng phiền não mà tự nhiên mình nhìn mặt họ mình thấy ghét. Còn mà lúc đó là cái thùng khi mà cái lúc đó là lúc mà cái quả xấu nó trổ ở họ đó, thì coi như lúc đó cái thùng diêm mình nó, nếu mà mình không có tu hành nó tự nhiên mình gặp họ mình thấy ghét, lúc đó cái thùng diêm mình nó làm việc. Còn ngược lại, nếu mà cái quả xấu của mình đến lúc nó đang trổ thì lúc đó coi như là cái thùng thuốc nổ mình nó đang sẵn sàng chờ đợi, và cái thùng diêm của ai đó lúc đó nó bắt đầu nó làm việc. Đấy, cho nên cách tốt nhất trên đời này là gì? Là sống theo lời Phật. Có nghĩa là anh sống làm sao mà để cho cái thùng diêm của anh nó không có cơ hội làm việc. Và còn cái thùng thuốc nổ của anh á, khi mà anh sống tốt thì cái thùng thuốc nổ của anh á, cái cơ hội mình cũng hạn chế được rất là nhiều cái cơ hội mà nó bị phát nổ nha. Nghĩa là mình không có nên hy vọng là tôi tu như vậy tôi sẽ diệt được cái quả cũ, mình không nên hy vọng 100%, mà mình chỉ nhớ rằng tôi sẽ tu tập để cho cái phiền não của tôi nó không có cơ hội làm việc. Còn đối với quả cũ nếu mà tôi phải gánh á, thì mong là tôi sẽ chịu đựng nó trong một tâm thái, trong một tâm trạng ok. Đó gọi là tu. Nghe kịp không? Tôi nhắc lại, mình tu luôn có nghĩa là mình luôn luôn tâm niệm rằng tôi sẽ không gieo cái quả, không gieo nhân xấu nữa. Và nếu như cái quả của xấu cũ mà nó trổ thì tôi sẽ đón nhận nó một cách ok. Đó chính là tu. Chứ còn mà cái chuyện mà phi nhân nó phá mình thấy y như trường hợp tôi vừa nói vậy đó. Tức là thùng diêm người ta nó kích hoạt với cái thùng thuốc nổ thôi. Ok. Ok, bây giờ tôi ngưng nha. Cái chỗ này bắt tôi nói tới tối luôn. Rồi đem diện vợ, chồng, con, cái gia đình, xã hội là tôi chết. Ok. Tôi chết. Rồi bây giờ tiếp theo là Đức Phật giảng về cái trường hợp vị A-la-hán. Khi mình sống ở đời thì mình phải có gây mượn ngôn ngữ. Kể cả, trong đây ngày nói, kể cả một vị A-la-hán đã làm xong cái điều cần làm, các lậu hoặc, hoặc đã chấm dứt lậu hoặc, tức là phiền não đó. Thân này là thân cuối cùng, có nguy cơ như là vì nó là perfect, hoặc toàn hảo. Đấy. Nhưng đã sống trong cái thế giới này thì dứt khoát là còn phải sử dụng ngôn ngữ. Và đã nói sử dụng ngôn ngữ thì sao? Thì còn có cái này của tôi, cái này của anh. Đấy. Cái chuyện này chuyện rất là bình thường. Nhưng mà có một điều, người ta là người trưởng thành, người ta nói vậy thôi nhưng mà người ta hiểu là tại cái chữ tôi ở đây nó có nghĩa là gì, của tôi ở đây nó có nghĩa là gì nha. Gram là hết đấy. Thì khi mà mình sống ở trong đời, mình nói năng ngôn ngữ mình nó thủ như vậy, ai chạm đến mình là coi như là chạm nọc mình, coi như là mình bị tổn thương, mình cảm thấy bị xúc phạm người của thế gian, giống như qua sông là cái lị cái đò vậy đó. Nhưng mà lên đò rồi thì thôi, lên bờ rồi thì thôi. Hoặc ngay cả cái chuyện tu hành Đức Phật cũng vậy, là bao nhiêu giới định vệ nó chỉ là chiếc bè cỏ qua sông, khi qua sông rồi thì thôi. Thôi đây có nghĩa là gì, phải hiểu nha. Thôi đây có nghĩa là gì, có nghĩa là vị mà đắc quả rồi đó thì họ vẫn tiếp tục dễ thương, trong lòng họ vẫn tiếp tục có giới định vệ, thậm chí họ sống trọn vẹn trong giới định tuệ. Nhưng cái chữ bỏ đây có nghĩa là gì? Có nghĩa là vị đó chánh niệm trước khi mình thành thánh, chánh niệm tỉnh giác thu thúc được căn giới được thanh tịnh vân vân và vân vân. Các vị chấp trì, chấp hành thọ trì những cái điều đó với một ý nghĩa là phương tiện. Hãy ngày nào mình còn là phàm phu thì cũng phải tu tập. Hãy ngày nào mình còn là vị xuất gia thì mình phải có một cái oai nghi tế hành, phải có cái giới lực như thế nào vân vân và vân vân. Nhưng mà không có chấp, không có nặng trong đó là sao? Không có thấy giới lực của mình là hay nhất thế giới, không có thấy mình là cái rúng vũ trụ, không có thấy cái đạo hạnh của mình là, bởi vì mình hãy nhớ rằng mỗi khi mà mình muốn chảnh á, mình muốn tự đắc vì cái kiến thức của mình, vì cái giới hạnh của mình, vì cái đạo đức của mình, vì cái đạo hạnh của mình, vì cái nội tôi đang bị bệnh ung thư, tôi đang bị bệnh gan, và mỗi viên thuốc tôi uống là trị giá mấy chục đô la, ví dụ như vậy, đâu có ai mà khùng mình đi khoe thì cũng vậy, đúng không? Thì ở đây cũng vậy, chỉ có cái người có vấn đề thì mới thấy tự hào tự đắc với cái sự uyên bác Phật pháp của mình. Chỉ có người mà có vấn đề thì mới tự hào về cái giới lực bảnh bao trong sạch của mình. Chỉ có người mà có vấn đề thì họ mới tự hào tự đắc về cái thiền định ngon lành của mình. Bởi vì tất cả những cái đó, từ kiến thức, giới lực, thiền định, tất cả những cái đó đều chỉ là những viên thuốc chữa bệnh. Mình đang bị bệnh thì mình may mắn mình gặp được chánh pháp, mình được uống thuốc. Còn mấy người kia họ đang dễ vui đó thì có hai lý do. Một là họ không biết Phật pháp, họ thiếu duyên, họ không có điều kiện để hưởng thuốc như mình, họ tiếp tục bị bệnh. Còn là trường hợp thứ hai, họ biết nhưng mà bây giờ thì tạm thời họ chưa muốn uống. Đấy, chỉ vậy thôi. Một là họ không biết,
thì mình nói tu thôi, nhưng mà họ họ hành trì cái điều họ hiểu. Như vậy thì cái chuyện mà người ta tu không tu mất mới mình hết, mình giúp được mình giúp được thì thôi. Còn cái chuyện mà mình tu có nghĩa là mình đang uống thuốc và mình thấy mình là mình bị bệnh mà mình lại có điều kiện để uống thuốc, chứ mình không nên có cái thái độ mà tự phụ, tự đắc, tự cao, tự đại, tự mãn. Đấy thì đây cũng vậy, ở đây cũng vậy, ở đây cũng vậy, là đối với một vị la hán thì các ngài chỉ nói thôi, trong trường hợp mà cần thiết thì trong giao tế thì các ngài chỉ nói với ngài mới chấp như mình. Còn mình thì tôi hay nè, tôi giỏi, mà cái chữ tôi của mình thật sự nó có dụng ý, nó có hàm ý, nó có ngụ ý trong đó. Còn các ngài thì không, kẹt thì phải dùng, kẹt thì phải nói cái chữ đó vậy thôi. Thì tôi nghĩ là bài kinh này thì không có gì phải bàn thêm, thật cũng căn cứ theo chú giải thì bài kinh này rất là nhẹ nhàng. Chẳng hạn như ở đây chúng ta thấy có cái chữ hư tưởng đó. Cái chữ hư tưởng ở đây có nghĩa là một cái sự, tức là sống trong đời này mà mình chìm sâu ở trong cái chế định, chìm sâu ở trong cái tục đế. Có nghĩa là các vị có biết không, tôi ngạc nhiên một điều, đó là những người mà không học A Tỳ Đàm á, thì tôi ngạc nhiên theo cách khác, là tại sao cái A Tỳ Đàm nó là một cái bộ phận giáo lý rất là quan trọng. Nó bộ phận mà nó nhẹ đó, mà nó là toàn bộ giáo lý được giải thích qua A Tỳ Đàm thì mới là ok. Tại sao người Phật tử Việt Nam á, cứ ăn là chỉ biết Pháp Hoa, Duy Ma, Tác Giả Kim Cang, thậm chí có người chỉ biết Bạch Y Thần Chú hoặc Lục Tự Di Đà, chứ còn không có chịu nghiên cứu những kinh điển. Với cái tính của tôi thì tôi nghĩ rằng tôi giàu không có cơ hội, không có điều kiện mà nghiên cứu tâm Nam Tông ấy, thì tôi cũng không có chấp nhận cái chuyện là vô chùa tới một chủ đại tạng mênh mông mà sao mấy thầy cứ đè mình ra bắt mình cứ Lục Tự Di Đà là sao. Một cái bộ kinh mênh mông mình không thèm tìm hiểu trong đó là cái gì, mà chỉ biết có cái Pháp Hoa, cái Di Ma không là sao, nó lạ chứ. Một vị chánh đẳng giác mình cứ khen là nào là nhất thiết trí, nào là thế này thế khác, thành thật là thầy của chư thiên nhân loại, cha lành của muôn cõi tùm lum hết, mà tại sao mà 40 mấy năm hoằng pháp ngày dạy cái gì mình không thèm, không thèm bận tâm, mình cứ là ăn chay rồi cứ là niệm Phật là sao? Cái đó mình phải biết ngạc nhiên chứ. Ở đây tôi thắc mắc cái đó, nó cũng có lý do, không phải là tôi ác ý nha. Tôi xin nói rõ là tôi có lý do rất là dễ thương, là tôi thắc mắc giùm quý vị thôi. Quý vị lòng dạ nào mà quý vị có thể yên tâm với cái kiểu tu hành đó, cái kiểu tu học như vậy. Mình khen ngài là tứ sanh từ phụ, nhân thiên chi đạo sư, là thầy của bốn loài sanh chúng sinh, là cha lành của chư, là thầy của chư thiên và nhân loại, tứ sanh từ phụ, nhân thiên chi đạo sư. Mà tại sao mà kinh điển mênh mông như vậy mà mình, tại sao mà mình lại có thể là thỏa mãn, có thể vừa lòng, có thể yên tâm, có thể dậm chân tại chỗ với một câu niệm là sao? Mà tôi chưa kể một chuyện còn nản nữa, là cái chuyện ăn chay đó, nó tốt kinh khủng lắm. Ăn chay là tốt về nhiều mặt lắm. Thứ nhất là về sức khỏe, nếu mình biết cách ăn chay đó, đừng ăn cực đoan nha. Ăn chay mà có nó hơi linh động một chút, ăn chay nó tốt lắm. Thứ hai là mình ăn chay là mình di dưỡng cái từ tâm của mình, tốt lắm. Tuy nhiên cái gì ăn chay nó sẽ bậy nếu mà mình ăn chay mà mình thấy rằng đó là toàn bộ cái pháp môn tu hành. Vì sao? Vì hôm nay Ấn Độ cái dân số này đã là 1 tỷ tư rồi, mà 85% người Ấn Độ là ăn chay. Mà trong khi đó là họ đủ thứ tôn giáo hết, đạo Hồi, đạo Sikh, rồi Ấn giáo, rồi đạo Phật, rồi đạo Chúa Cơ Đốc, rồi đạo Chúa Tinh Lành, tinh lâm mất, mà trong đó là 85% họ ăn chay. Rồi mình tính sao? Tức nghĩa là cái ăn chay này nó đúng, nó là một chữ rất là hay, nhưng mà nếu mình thấy nó là tất cả, toàn là toàn bộ, nghĩa là đại diện cho tinh hoa Phật Pháp, thì cái đó nó có vấn đề nhé. Đấy là một chuyện, cũng giúp mình tập thể dục là tốt, tôi ví dụ thôi. Một cái ví dụ nó rất là cập khảnh, nhưng mà tôi tạo ví dụ ăn cái tập thể dục đó rất là tốt. Nhưng các vị nghĩ đi, trong cái xã hội mà mình đang sống, trong cái hành tinh mà mình đang có mặt để làm nên một đời sống con người đó, thì nó đâu phải chỉ có tập thể dục không, nó nào là có tiền bạc, có kiến thức, rồi có những cái quan hệ xã hội vân vân và vân vân, chứ đâu phải chỉ có cái tập thể dục. Mà tôi thấy tôi tập thể dục nó khỏe quá đi, cho nên là tôi cứ suốt ngày là tôi chỉ kêu gọi, tôi thấy con cái đi học nó dẹp dẹp hết, không có đại học, tiểu học, trung học, dẹp. Thế mới nó đi làm ăn rồi mở ra cái cơ sở này nó dẹp hết, không có dùng. Tụi bây là chỉ có tập thể dục cho bố đề nghị tụi bây là có tập thể dục hết,
suốt ngày bao nhiêu cái vấn đề về triết học, tâm linh, chính trị, khoa học, xã hội, ghép hay là tập thể dục như bố, hít thở. Các vị nghĩ sao? Ở đây cũng vậy, Phật Pháp thì mênh mông, mà chỉ biết có cái luật tự di đà là sao? Phật Pháp mênh mông, mà chỉ biết có cái ăn chay là sao? Tôi nhắc lại, ăn chay rất tốt, niệm Phật rất tốt, nhưng mà nếu coi đó là tất cả thì rất tệ. Tôi nhắc lại, từng thứ thì rất tốt, mà coi đó là tất cả đó, không thèm dòm tới cái khác thì nó rất là bậy, rất là sai lầm, thật là đáng tiếc mà cũng thiệt là đáng tức. Cho nên á, ở đây cái điều quan trọng nhất là phải có một cây từ đó. Cái điều thứ nhất mà tôi nói tôi tiếc là tại sao Phật Pháp hay như vậy mà tam chịu học. Mà cái điều thứ hai nữa tôi tiếc đó là tại sao đối với những người mà học A Di Đà á, cứ cắm đầu học lo về cái chân đế, mà đôi khi cái tục đế nó quan trọng vô cùng. Mà cái bài kinh này đang nói vấn đề tục đế đây, thưa quý vị. Này, tức là chân đế là gì? Tức chân đế là cái bản chất thật sự của các pháp. Nghe ở bên trong cái tiếng Hy Lạp nó có cái chữ atome, là cái gì đó không có thể chia rẽ được nữa. Từ đó nó mới ra cái chữ atomic, tức là cái bơm nguyên tử. Này, thì nó là cái gì? Nó là cái thành phần cực vi. Cái atom này, nguyên tử là một thành phần cực vi trong vật chất. Mặc dù sau này người ta phát hiện ra những cái hạt khoác nó còn nhỏ nữa, nhưng mà đây là cái chuyện chuyên môn của bên ngoài, tôi chỉ nói tới đó thôi. Tức nghĩa là trước đây người ta hiểu là cái hạt nguyên tử là hạt nhỏ nhất, nó không thể chia được nữa. Đó là cái phần rốt ráo của vật chất. Thì theo cái A Di Đà cũng vậy, chân đế là cái bản chất rốt ráo, bản chất tận cùng, không thể chia nhỏ được nữa của các pháp. Từ ví dụ như một cái hạt gạo hoặc là một hạt cát mà mình đâm nát nó ra, mình chia nó thành một là 10 phần, 100 phần, 1 triệu phần, 1 tỷ phần, mình thử coi nó còn được cái gì. Chia nhỏ đi. Và trong A Di Đà nó, trong một cái hạt bụi nhỏ nhất mà có thể bay theo gió đó, trong một hạt bụi nhỏ nhất mà có thể bay theo gió, thì trong đó tối thiểu đó, nó cũng phải gồm có 8 sắc bất ly, tức là đất, nước, lửa, gió, rồi khí, vị, vật thực. Nó phải có đủ 8 cái đó. Bởi vì 8 cái đó là 8 cái thành tố bắt buộc, 8 cái thành tố tối thiểu để làm nên một đơn vị vật chất nhỏ nhất, làm nên một cái đơn vị vật chất cực vi. Thì A Di Đà là vậy đó. A Di Đà phân tích ví dụ như là A Di Đà là một trong ba tạng đó. Thì phân tích rằng ngay trong một cái khoảnh khắc mà mình buồn vui đó, thì trong đó có vô số cái sắc na tâm nó sinh diệt. Này, ngay trong cái giây phút mà mình nói rằng tôi đang nhìn ngắm đóa hoa, thì mình cứ tưởng mình liếc cái là mình thấy đóa hoa. Sai, không phải. Không phải đơn giản là mình nhìn cái mình biết đó là đóa hoa, không phải đâu. Cái nhãn thức của mình nó chỉ chụp hình thôi. Đấy, cái nó chỉ chụp hình. Còn cái chuyện biết là đây là hoa gì thì nó phải là trải qua một cái diễn tiến, một cái lộ trình tâm thức rất là phức tạp, để từ cái chuyện mà cái cặp mắt mình nó chụp hình ở đây là cái hoa đó, mà đến lúc nó biết được đây là hoa hồng, rồi từ đó là nó nhớ lại là ngày hôm qua mình đi đón ai đó ở phi trường, rồi mình có trao cho người ta một đó hoa, cho một bó hoa, rồi người ta đã mỉm cười, đã nói gì với mình, vân vân. Tất cả những cái đó chỉ diễn ra trong tích tắc, nếu mà tính theo thời gian vật lý đó, để có được thời gian tâm lý nữa. Thì ở đây tôi muốn nhấn mạnh thời gian vật lý, thì nó chỉ cần khoảng chừng một phút thôi thì nó cho ra một loạt những cái ý niệm. Này là mình biết cái tắt mình cái nhãn thức chỉ chụp cái hoa hồng thôi á, rồi từ đó là nào là hoa này hoa hồng vàng, hoa hồng trắng nè, rồi hoa hồng nhung, cái hoa này hoa hàm tiếu hay là đại đó đại, rồi bây giờ đó là cái hoa này là hôm qua này cái người mình đã tặng ai, hoặc là cái người quen nào đó của mình mà mình rất là thương thì họ rất là thích mùi hoa hồng, nhưng mà họ thích hoa hồng vàng, rồi có người thì họ chỉ thích hoa hồng đỏ, vì đỏ là thấm thiết tượng trưng cho chân tình, hoa hồng vàng biết cái sách nào đó nói hoa hồng vàng là tượng trưng cho cái lòng phản bội. Thì tất cả những cái đó rồi mình chợt nhớ ngày hôm qua, ồ vậy là cô nàng hoặc là anh chàng đã trao mình đó hoa vàng, chết rồi, vậy là nó muốn xù, muốn bỏ, nó muốn đá mình rồi, ví dụ như vậy. Thì phải nói rằng thì là tất cả những cái ý niệm đó nó diễn ra trong một thời gian rất là ngắn thôi, cực ngắn, không thể tưởng tượng, nó vượt khỏi cái khái niệm thời gian vật lý. Okay. Cho nên A Di Đà là mình học rốt ráo như vậy đó. Đấy. Thì từ đó thì mình chỉ tập trung học A Di Đà mà học về chân đế thôi, chứ còn cái tục đế là sao? Tức là cái lớp vỏ nhận thức, cái lớp vỏ nhận thức của mình nó thông qua những cái giá trị mặc định, ước lệ, áp đặt. Đấy.
cái mặc định ước lệ áp đặt là sao. Thí dụ như đối với một số dân tộc như người Tích Lan ấy, họ gật đầu có nghĩa là lắc đầu, mà lắc đầu có nghĩa là gật đầu. Đấy, đó là những cái giá, những cái gọi là những cái thông, những cái biểu tượng thông tin mang tính ước lệ, mặc định và áp đặt. Đấy, mình sống ở đời phải vậy thôi. Có những dân tộc là họ thân quen bè bạn gặp nhau thì họ ôm nhau, nhưng mà có những dân tộc như dân tộc Việt Nam mình mà ôm nhau nó quýnh mình đào má, ok. Rồi có những dân tộc nó ôm nhau là nó lấy hai gò má nó chạm vào nhau. Đấy, rồi có những dân tộc nó bắt tay nhau, nhưng có những dân tộc đó, nó cầm tay nhau rồi nó mới vỗ lên cái mu bàn tay của người ta đó. Có bị biết cái mu bàn tay đó, nó vỗ lên, nó chỉ cầm tay người ta rồi nó vỗ lên là xong, có nghĩa là bắt tay. Rồi có những dân tộc đó thì nó phải bắt như Âu Mỹ thì họ bắt tay nhau chứ họ không có rờ như vậy, ví dụ như vậy. Rồi ở Việt Nam ấy, nam nữ mà có một cái biểu lộ thân tình quá đáng ở chỗ đông người thì coi như không được, nhưng mà ở Âu Mỹ thì chỉ nên bất tình đơn. Đấy, rồi ở Việt Nam ấy, thì mình ấy, hai người thanh niên, hai cậu con trai mà bá cổ hoàng vai nhau đi thì rất là ok, chỉ nên bình đơn. Nhưng mà tôi năn nỉ quý vị đi qua Mỹ mà quý vị làm cái kiểu đó là chết. Tại vì bên Mỹ, bên Âu Mỹ đó, mà cái chuyện đặc biệt là bên Hoa Kỳ, cái chuyện mà hai cậu thanh niên mà hù quàng vai bá cổ nhau đó mà đi ngoài đường đó, người ta coi mình là thành phần bất thường, người ta nói đó là gay, là bóng, là BD, là đồng tính, là có vấn đề về giới tính, ít nhất cũng là về vấn đề tâm lý. À, các bạn thấy chưa? Đối với cái xíu mình thì thanh niên người ta hò, hai cậu thanh niên có thể quàng vai bá cổ nhau rất là bình thường. Nhưng mà ở bên xứ Âu Mỹ thì nó không được, vì đó là một cái gì, cái là những cái giá trị văn hóa, những cái ước lệ văn hóa mang tính mặc định. Đấy, thì cái đó gọi là chế định. Hoặc là mình thấy vuông tròn dài ngắn, sáng tối xa gần, cái đó cũng chỉ là những khái niệm mặc định, tức là thiên hạ nói là nó là màu trắng thì mình nhận nó là màu trắng. Tôi nhớ có một cái câu chuyện, có thể thôi là một cái câu chuyện cổ tích, một cái câu chuyện giả sử, nhưng mà đối với tôi thì nó có giá trị rất là thâm thúy. Đó là bên tàu họ có một cái cô, có một cái anh chàng đó tên là Nhã Tuấn, cái tên là đã đẹp rồi, anh đẹp trai lắm, anh đẹp trai lắm. Thì anh đẹp trai từ mắt mũi vóc dáng thì ok. Thì ngày kia anh đi lạc luôn cái xứ La Sát, cái xứ đó thì mặt mũi nó đều xáo trộn hết so với mình á, thì con mắt nó nằm ở trên trán, rồi cái miệng nó nằm ở sau óc, ví dụ như vậy. Thì lúc đó mọi người đó họ rư đuổi anh, người ta nói anh là quái vật, là bởi vì anh không giống ai hết. Dĩ nhiên cái câu chuyện này là câu chuyện giả sử, giống như chuyện cổ hay chuyện lưu trai hay chuyện ma vậy thôi. Nhưng mà nó có một cái giá trị, đó là anh Nhã Tuấn này đó, lúc đó anh mới thấm nhớ ra một điều. Thì ra ở đó giờ người ta nói mình là đẹp cái kiểu mà pha ngang tấm ngọc đó, là phải nói là cái đẹp đó là do mình sống trong cái xã hội nào. Chứ còn có những cái xã hội đó mà cái đẹp của mình đó, người ta chấp nhận. Nhưng mình thấy trong cái lịch sử mà mỹ thuật của Trung Quốc á, vào thời Đường á, vào đời Đường á, người ta chuộng cái người phụ nữ pháp pháp, đẩy đà, mập mạp, sung mãn. Cho nên Dương Quý Phi á, theo sử tả là người đàn bà rất là pháp pháp, rất là đẩy đà, và được xem là cái chuẩn của cái thẩm mỹ thời đó. Rồi qua đến đời Tống á, thì đào đến qua nhiều đời Đại Hán, đời Tống như Minh Thanh, thì mình thấy là qua đến đời Tống á, thì cái quan điểm mỹ thuật của người Trung Quốc nó thay đổi đi. Họ chán rồi, họ chán cái bà mập rồi, bây giờ họ đổi tông qua là họ thích là họ chuộng, đặc biệt ưa chuộng những cái vóc dáng mà mảnh mai thon gọn, liễu yếu, đầu teo, phất phơ trong gió, mà coi như là đi mà mình nhìn thấy làm như nó thiếu ăn vậy đó. Đấy, và thế giới thời trang hôm nay mình cũng thấy như vậy. Còn những thập niên đầu của thế kỷ 20 thì người ta chuộng cái người phụ nữ mập mạp phất pháp, và đặc biệt châu Âu thời Trung cổ cũng vậy. Mình thấy những tác phẩm mà điêu khắc hay là hội họa đó, người ta chuộng những người phụ nữ mà phất pháp mập mạp như là Simone de Beauvoir, thì mình thấy những cái mẫu hình mà điêu khắc á, người rất là phó pháp đẩy đà. Nhưng mà riêng mình thấy hôm nay thì những người mẫu mà hôm nay mình thấy như là Claudia Schiffer là phải gầy gò không, phải gầy gò, phải gầy gò mỏng mảnh, mình tới đó nhìn xương không, người ta biết đẹp cái gì. Nhưng mà vào một cái thời điểm nhất định nào đó thì cái quan niệm thẩm mỹ người ta nó phải thay đổi. Có một thời
ở Âu Mỹ này, đặc biệt là ở châu Âu ấy, cái nhận thức người ta về thi sĩ nó lạ lắm. Thi sĩ là một người, phải là một người uyên bác. Vì sao? Là vì anh biết sử dụng tới hai thứ ngôn ngữ. Thứ nhất là thứ ngôn ngữ đời thường, ngôn ngữ bình thường mọi người vẫn dùng. Thứ hai là anh diễn đạt cuộc đời này bằng cái thứ ngôn ngữ của trái tim, cái thứ ngôn ngữ của rung động, cái thứ ngôn ngữ mà không phải ai đó. Anh phải xứng đáng với cái vai trò đó, anh phải là người uyên bác. Từ trước thế kỷ 18, rất nhiều thi sĩ, rất nhiều nhà thơ của châu Âu biết ba bốn ngôn ngữ là bình thường. Họ đọc ngoài cái tiếng mẹ đẻ ra đó, thì tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức, họ có khả năng đọc được ít nhất là phải hai ngoại ngữ nữa, đó là tiếng Latin và tiếng Hy Lạp. Thi sĩ thời trước là phải như vậy. Nhưng thi sĩ thời nay thì sao? Ở Việt Nam mình, em nào thất nghiệp, em nào mà có một cái gia đình không hạnh phúc, chỉ cần biết chút chữ nghĩa là em đã lập tức là thi sĩ. Thơ Việt Nam nhiều vô kể, cỡ nào cũng làm thơ, thơ như thế nào cũng được in, và lời thơ như thế nào cũng cái người làm ra nó cũng được gọi là thi sĩ. Kể cả những người không phải làm thơ, chỉ là thợ thơ thôi, chỉ là ráp chữ thôi, ráp chữ cho nên nó trúng cái bằng như vậy thì đã gọi là thơ rồi nha. Thơ cỡ nào cũng thơ. Nhưng mà đó là một cái khái niệm thời đại, nó mang cái tính xã hội ở một góc trời. Nhưng mà ở Âu Mỹ thì không, Mỹ thì không, nhất là ở châu Âu từ thế kỷ 18 đến trước thì được gọi là nhà thơ đó, thì nó khó khăn ghê lắm. Và mình cũng thấy một điều, đó là trước 75 thì cái định nghĩa về thơ nó cũng khác bây giờ. Còn bây giờ thơ bây giờ nó thì thoải mái lắm, bây giờ điều kiện in ấn thoải mái, và chưa kể là bây giờ đó là nói một cách hơi kỳ cục, là cái người nào có quan điểm chính trị mà ok, an toàn, thì người đó có thể in sách một cách rất là dễ dàng, là thấy chết rồi, chỉ xét về mặt văn hóa nó đã mệt rồi. Còn bây giờ là cái cạnh văn hóa nó quan trọng, mà chỉ cần cái quan điểm chính trị của anh an toàn thì anh có như thế nào nó sách anh cũng in dễ hơn. Mà mình thơ mà mình được in nhiều tập tình thành thi sĩ, mà nhà của mình thì nó trời đất hỏi, mà nó càng đỏ chừng nào nó cao tụng chế độ nhiều nào thì mình nó lập tức nó được phổ biến dễ dàng, người ta nghe không kệ nó, nhưng mà chuyện đề nó cứ đỏ đi rồi nó được phổ biến rồi thì mình là nhạc sĩ thôi, rồi mình hát thì cứ là có quan hệ tốt như Mr. Đàm với mình chẳng hạn, thì có cái quan hệ tốt trong xã hội, rồi biết quảng cáo, biết này nọ, thì tự nhiên cái là mình cũng thành ca sĩ. Tôi nói với những điều này không có ý gì xấu bôi bác, dè biểu xúc xỉm, tôi chỉ nói rằng cái quan điểm xã hội nó chính là một thứ giá trị ước lệ mặc định, và trong A Tỳ Đàm gọi đó là chế định đệ, là chế định. Thì một cái vị thánh là cái người hiểu rõ chuyện này, hiểu rõ rằng cái gì ở đời này nó do áp đặt, nó do mặc định, nó do người ta nó là những giá trị ước lệ đó, nó chỉ có giá trị nhất thời thôi, và do đó nó không đáng để cho mình phải chìm sâu, ghim sâu, gắm chặt trong đó. Sống ở đời thì cứ đi trên cỏ, còn cứ chìm sâu trong đó thì chỉ có thêm khổ thôi, mà đi trên hoa, đi trên cỏ thì nó nhẹ nhàng, thoải mái hơn. Không có can thiệp vào nó, không có tham dự vào nó một cách hết mình tận tuyệt, đó là mình khổ. Thì đó là chính là cái nội dung của cái bài kinh La Hán. Cho tôi xin bài kinh tiếp theo.